Nhập học Arena Multimedia nhận ngay học bổng sáng Destiny trị giá 50%. Bạn muốn bắt đầu sự nghiệp sáng tạo tại Arena nhưng chưa biết cách đăng ký nhập học như thế nào? Hãy tham gia xét tuyển vào Arena với 3 cách thức sau đây. Cách đầu tiên, đăng ký thi trực tuyến. Các bạn thí sinh có thể nhận bài thi thông qua mã QR code tại đây. Bạn có thời gian là 12 tiếng để hoàn thành bài thi sáng tạo online. Sau khi hoàn thành bài thi, bạn up lên Google Drive cá nhân để chế độ công khai và gửi link về form nhận bài thi, hoặc bạn có thể gửi về email dưới màn hình nhé. Cách 2, thi tuyển trực tiếp. Các bạn thí sinh có thể thi đầu vào môn sáng tạo tại các cơ sở Arena gần nhất ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Cách 3, xét tuyển portfolio. Các bạn thí sinh có thể gửi sản phẩm cá nhân, portfolio như bài vẽ tay, nhiếp ảnh, video clip hoặc thiết kế để tham gia xét tuyển. Bạn up sản phẩm hoặc portfolio lên Google Drive cá nhân để chế độ công khai và gửi link về email bên dưới nhé. Đại diện ban tuyển sinh sẽ liên hệ với các bạn để thông báo kết quả. Do đó, bạn hãy đăng ký bằng email và số điện thoại chính chủ để Arena có thể liên hệ với các bạn sớm nhé. Đối với các thí sinh có bài thi, sản phẩm và portfolio xuất sắc sẽ được ban giám khảo xét học bổng sáng Destiny lên đến 50%. Nhằm khuyến khích các bạn trẻ yêu sáng tạo, mạnh dạn theo đuổi đam mê, Arena mang đến chương trình học bổng sáng Destiny với 300 suất học bổng có giá trị lên đến 4 tỷ đồng. Đừng chần chờ nữa, hãy đăng ký nhập học để bắt đầu sự nghiệp sáng tạo ngay hôm nay và tranh ngay một suất học bổng sáng Destiny các bạn nhé!